Kiếm đạo đệ nhất thần tập 34, không đợi Ninh tự họa mở miệng, Lạc Trinh đã lạnh lùng mở miệng, là tô dịch. Nghiệt tử không nên thân nhất dưới gối chủ thượng nhà ta. Trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo cùng kinh thường, Vương Thuần Độ ngẩn ra, có chút bất ngờ, thần bí như Ninh tự họa nhân vật bực này, sao có thể cùng nhau hành động với đứa con không nên thân của gia chủ tô gia, Lạc Trinh, người nói chuyện khách khí một chút, trên mặt thân cửu tung hiện lên một mảng giận dữ, huống chi, Tô công tử tốt xấu gì cũng là con nối giỏi chủ thượng nhà ngươi, sao cho phép ngươi phỉ bán như vậy, điều này làm vương thuần độ cũng có chút hồ đồ. Hoài Dương Hầu Lạc Chinh từ Tô Gia đi ra, không chút khách khí trách mắng Tô Dịch là nghiệt tử không nên thân của Tô Hoàng Lễ, mà thân cửu tung không quan hệ với Tô Gia, lại không tiếc lên tiếng bảo vệ tôn nghiêm của Tô Dịch, cái này quá kỳ quái rồi, hắn thật là con nối giỏi của chủ thượng nhà ta không giả, nhưng ở Ngọc Kinh Thành Tô Gia, ai chẳng biết hắn tam thiếu gia này là đại nghịch bất đạo cỡ nào ánh mắt lạc chinh lạnh như băng vân quang hầu đây là việc của tô gia chúng ta ngươi cũng căn bản không biết nguyên do trong đó ta không so đo với ngươi cũng khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào nếu không cho dù ngươi là đường đường một phương chư hầu sợ cũng sẽ đại họa tới nơi nói năng có khí phách sát khí lạnh lẽo tản ra không khí lập tức trở nên căng thẳng việc của tô gia các ngươi thân cửu tung cười lạnh ngươi họ tô sao đơn giản là môn khách bên người Tô Hoàng Lễ mà thôi, ta nói ở đây, ngươi nếu dám bất kính đối với Tô Công Tử nữa, đừng trách ta không khách khí, trong mắt lạc chinh dân trào ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chầm chầm thân cửu tung, mắt thấy không khí không thích hợp, Vương Thuần Độ vội họ một tiếng, cười nói, hai vị đều là chư hầu một phương, nào cần vì việc nhỏ cỡ này tranh chấp, đều lui một bước như thế nào, Ninh tự họa luôn trầm mặt đột nhiên thình lình nói, một bước này, không thể lui, con ngươi vương thuần độ chợt co lại, nói, Ninh cung chủ ý tứ là, Ninh tự họa vẽ mặt điềm đạm nói, ý tứ của ta rất đơn giản, tô đạo hữu hôm nay là đồng bạn với chúng ta, ai phỉ bán hắn, người đó chính là kẻ địch của chúng ta, một câu, làm vương thuần độ hoàn toàn sửng sốt, Ninh tự họa nhân vật như vậy, thế mà lại coi tô dịch một thiếu niên như vậy là đạo hữu, thậm chí, còn không tiếc tự mình ra mặt, bảo vệ tôn nghiêm của hắn, tất cả cái này hoàn toàn ra ngoài vương thuần độ dự kiến, cũng khiến hắn ý thức được thật sâu, tô dịch bị lạc chinh kia hình dung là nghiệp tử không nên thân của tô hoàng lễ, rất có thể không đơn giản, nếu không, sao có thể có thể được đến ninh tự họa, thân cửu tung nhất trí che chở. Lúc này, lạc chinh cao mày, ánh mắt nhìn về phía ninh tự họa, nói, ninh cung chủ, chủ thượng nhà ta kính ngươi là người tu hành, ngươi chẳng lẽ muốn chọn là địch với tô gia ta, ninh tự họa liếc hắn, lạnh nhạt nói, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ tô gia. Lạc Chinh trầm mặt một phen, hồi lâu sau mới lắc đầu nói, không thể, nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén mà kiên định, lạnh nhạt nói, ba ngày trước, ta đã biết được thái độ rõ ràng của chủ thượng nhà ta, tô dịch này nếu không cúi đầu hối cãi, ta nhất định sẽ không đứng nhìn, lời lẽ hùng hồn, nói năng có khí phách, ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt từ đỉnh núi truyền đến, Ngọc Sơn Hầu chưa nói cho ngươi, lời ta bảo hắn chuyển cho tô hoàng lễ, chỉ thấy tô dịch ngồi khoanh chân, không biết khi nào đã mở mắt ra, lấy tư thái nhìn xuống, nhìn về phía Lạc Chinh, hiển nhiên, đối thoại vừa rồi, đã bị hắn nghe hết vào trong tai. Trong ánh mắt Lạc Chinh hiện lên một mảng sát khí lạnh lẽo, ngươi là nói, chuyện muốn ở lúc mùng 5 tháng 5, đi tảo mộ cho mẫu thân ngươi. Tô dịch tùy tay phủi phủi quần áo, vương người đứng dậy, chắp tay sau lưng, nói, sai rồi, chuyện ta nói là, trước mùng 5 tháng 5, đi Ngọc Kinh thành Tô Gia lấy một ít tế phẩm, hắn ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn về phía Lạc Chinh, lời nói tùy ý, nói, ngươi nếu muốn chết, ta không ngại bây giờ thu thủ cấp của ngươi, miễn cưỡng cũng có thể tính là một tế phẩm chấp nhận được. Vương thuần độ nhân vật tiên thiên võ tông nắm giữ quyền to lư dương học cung bực này, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thiếu niên này. Khẩu khí thật lớn, lại thấy lạc chinh ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, Ngọc Sơn Hầu nói, ngươi từng tham dự chiến đấu tiệc trà cũng châu Tây Sơn, nhìn như chỉ tu vi tụ khí cảnh, lại có năng lực kiếm giết tông sư, không thể kinh thường, nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, nói, nhưng... Ta không tin, Ninh tự họa và thân cửu tung liếc nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Quả nhiên, chi tiết có liên quan tiệc trà Tây Sơn, vị hoài dương hầu này còn không rõ, nếu không, nếu cho hắn biết, tần trường Sơn Tông Sư tầng năm chính là chết ở trong tay Tô Dịch, sợ là căn bản không dám nói như vậy, ngươi không tin, Tô Dịch cười lên, bóng người nhoáng lên một cái, từ đỉnh núi nhẹ nhàng xuống, dẫm một tầng sát quỷ diện huyết diêu thật dày kia trên mặt đất, đủng đỉnh cất bước đi về phía bên này. Vậy muốn thử chút hay không? Hắn hỏi, vương thuần độ nhíu mày, mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, ánh mắt nhìn không được nhìn về phía ninh tự họa và thân cửu tung. Sau đó, trong lòng hắn chấn động, rốt cuộc biết chỗ nào không đúng, mắt thấy tô dịch và hoài dương hầu lạc chinh đối chọi gây gắt, nhưng vô luận là ninh tự họa, hay thân cửu tung, đều tỏ ra quá bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia lo lắng cùng khẩn trương. Nghĩ đến đây, Vương Thuần Độ thấp giọng nhắc nhở, Hoài Dương Hầu, đừng quên mục đích chúng ta lần này đến huyết đồ yêu sơn. Huống chi, có ninh cung chủ cùng Vân Quang Hầu, nếu làm to chuyện, thì không dễ thu thập. Lông mày lạc chinh từng chút một nhíu lại, ánh mắt đảo qua ninh tự họa và thân cửu tung, sau đó một lần nữa nhìn về phía tô dịch, giọng lạnh thấu xương nói, nếu người khác không nhúng tay ngăn cản, ta trái lại quả thực muốn thử một lần từng chữ như đao, ở trong mắt Lạc Chinh, cũng có sát khí lạnh lẽo toát ra. Hắn lúc còn trẻ đã đi theo ở bên người Tô Hoàng Lễ làm việc, sùng kính hâm mộ đối với Tô Hoàng Lễ đến mức tận cùng. Đến hôm nay, cho dù đã là một phương chư hầu vang danh thiên hạ, hắn cũng đối với Tô Hoàng Lễ nói gì nghe nấy, chưa bao giờ hài lòng. Cho nên, đối với Tô Dịch Tam Thiếu Gia này bị Tô Hoàng Lễ coi là đại nghịch bất đạo, tự nhiên cũng là ghét cay ghét đắng. Trước mắt đã ở đây gặp được, nếu có cơ hội, lạc chinh tự nhiên không ngại ra tay dạy dỗ cẩn thận tô dịch nên làm người như thế nào ninh tự họa và thân cửu tung đều nghe ra ý tứ trong lời nói của lạc chinh lạc chinh kiên kỵ là hai người bọn họ nhúng tay nhưng lại không muốn từ bỏ ý nghĩ ra tay đối với tô dịch điều này làm ánh mắt hai người đều trở nên vi diệu kẻ này thật đúng là tự mình muốn chết nha tô dịch cũng cười nói ta cam đoan bọn họ sẽ không nhúng tay lạc chinh tựa như không tin Ánh mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung, nói: "Hai vị nói như thế nào?" Ninh Tự Họa ánh mắt thương hại nói: "Từ hôm nay trở đi, Đại Chu 18 lộ hầu khác họ, sợ sẽ sẽ biến thành 17 lộ." Thân Cửu Tung ngoài cười trong không cười, nói: "Ngươi đã muốn tìm chết, vì sao phải ngăn cản?" "Mời." Chậm đã, Vương Thuần Độ khẽ biến sắc, ngay lập tức ngăn cản, hắn càng thêm cảm giác được không thích hợp, nói: "Hoài Dương hầu, nghe ta khuyên một câu." Việc này dừng ở đây, nếu không, Lạc Chinh vẻ mặt lạnh nhạt ngắt lời, trước mắt có thể thay chủ thượng nhà ta dạy dỗ một phen nghịch tử không nên thân của hắn, ta có thể nào bỏ qua? Vương Huynh không cần khuyên nữa. Vương thuần độ nhất thời nghẹn lời, nhưng kế tiếp, một màn càng làm hắn kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy Hiền Du Long luôn trầm mặt đột nhiên mở miệng, "Trước khi ra tay, ta muốn xác định một sự kiện với vị Tô Dịch Tô công tử này." Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, "Chuyện gì?" tô dịch hỏi quận thủ quận vân hà tần nhược quyên bị ngươi giết chết phải không hiến du long ánh mắt như điện nhìn chầm chằm tô dịch tần nhược quyên vương thuần độ khẽ biến sắc làm cung chủ lư dương học cung hắn tự nhiên biết tần nhược quyên lúc trẻ tuổi từng ở lư dương học cung tu hành nhiều năm quan hệ với hiến du long tốt nhất tựa như huynh đệ một đoạn thời gian trước sau khi hiến du long biết được tin tần nhược quyên chết từng một độ mất khống chế nổi giận như cuồng thề phải báo thù rửa hận cho Tần Nhược Uyên. Chuyện này, Vương Thuần Độ tự nhiên cũng rõ, nhưng hắn lại không ngờ, hung thủ giết chết Tần Nhược Uyên, vậy mà nghi ngờ cũng là Tô Dịch, không sai. Tô Dịch thản nhiên gật đầu, có chút bất ngờ nói, như thế nào, ngươi tính báo thù cho hắn? Đương nhiên, con người hiện Du Long lập tức trở nên làm người ta cực kỳ sợ hãi, một thân khí thế như trời long đất lở bùng nổ khuếch tán. Bóng người hắn gầy gò, nam tử trung niên vai rộng eo nhỏ, lúc trước rất không bắt mắt, nhưng lúc này thế mà lại như một ngọn núi lửa yên lặng chợt bùng nổ trong mắt toát ra ánh chớp vì thế đáng sợ điều này làm ninh tự họa và thân cửu tung đều cảm thấy bất ngờ hoàn toàn không ngờ hiên du long vị phó cung chủ lư dương học cung này vậy mà cũng sẽ coi tô dịch là thù địch càng quấy sắc mặt vương thuần độ trầm xuống hiên du long ngươi là đường đường phó cung chủ lư dương học cung có thể nào ở lúc này hành động theo cảm tình kẻ thù giết chết tần sư đệ ở phía trước ta có thể nào thờ ơ hiến du long hít sâu một hơi ánh mắt kiên quyết vương huynh đây là ân oán tư nhân của ta cùng hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy lư dương học cung ngươi vương thuần độ nhân vật cỡ nào nhưng lúc này cũng tức giận đến mức khuôn mặt già biến thành màu đen một gã lạc chinh đã khiến hắn đau đầu bây giờ ngược lại ngay cả hiến du long cũng đứng ra thế nào cũng phải đối đầu với tô dịch điều này làm hắn vừa vội vừa tức cũng không biết nên làm thế nào cho phải vương đạo hữu chuyện đã đến bực này không cần thiết khuyên ngăn nữa ninh tự họa nhẹ nhàng nói vương thuần độ thở dài một tiếng đột nhiên hỏi lại ninh cung chủ ngươi không lo lắng cho vị tô dịch tiểu hữu này khóe môi ninh tự họa hơi nhếch lên nói ta chỉ có thể cam đoan mình sẽ không nhúng tay vào sắc mặt vương thuần độ lúc sáng lúc tối một phen trong lòng hắn càng thêm cảm giác có chút không đúng cũng không chờ hắn mở miệng tiếp ken ken xong kiếm đeo sau lưng bị hiên du long rút ra nắm trong tay nói tô dịch dám chiến một trận với ta hay không thanh âm lạnh như băng sát ý kinh người lúc này lạc chinh lại có chút không vui nói hiền huynh tô dịch là con nối giỏi chủ thượng nhà ta muốn ra tay cũng không thể do ngươi tới còn có sự sống chết của tô dịch chỉ có thể do chủ thượng nhà ta đi định đoạt hiện du long sắc mặt âm trầm nói ta nếu không đáp ứng thì sao lạc chinh lạnh lùng nói hiên huynh ta không hy vọng bởi vì tô dịch mà khiến người ta trở mặt thành thù với nhau lời nói cứng rắn không chút nào nhường nhịn một màn này bọn ninh tự họa thân cửu tung nhìn mà đều vừa kinh ngạc vừa buồn cười hai kẻ này còn vì ra tay mà nổi lên tranh chấp ở trong mắt bọn họ tô dịch chẳng lẽ chính là dê con nhỏ mặc cho xâm lược hay sao tô dịch cũng buồn cười một phen đề nghị không bằng hai người các ngươi cùng lên đi cùng nhau đưa các ngươi lên đường là được trên đường xuống suối vàng cũng có thể là một đôi huynh đệ chung hoạn nạn. Muốn chết, khiến du long quát to một tiếng, vung song kiếm trong tay, tung người lao tới, ầm, khí thế của hắn như cầu vồng, một thân đạo hạnh tông sư tầng 4 thi triển ra, làm phụ cận các bay đá chạy, không khí nổ vang hỗn loạn, mà song kiếm trong tay hắn, thì cuốn lên một giải hào quang chói mắt, giận dữ chém xuống tô dịch, thế lớn lực trầm, nhanh chóng bá đạo, nghiễm nhiên có thể phá núi chặn dòng chảy, hiên du long, ngươi tránh ra cho ta. Lạc Chinh thấy vậy, không chút do dự rung rung trường thương trong tay, ngang trời đâm ra, ý đồ ngăn cản Hiên Du Long, nhưng ngay lúc này, Tô Dịch búng tay bắn ra. Ken, trường thương Lạc Chinh đâm ra chợt chấn động, bị chỉ lực sắc bén kia đánh lệch đi, hầu như cùng lúc, tay áo bào Tô Dịch phồng lên, ngang trời phất một cái, phành. Phành, hai tiếng nổ vang lên nặng nề, nhẹ nhàng phất một cái mà thôi, song kiếm Hiên Du Long chém tới lại bị chấn động thiếu chút nữa rời tay bay đi, thế công cũng theo đó tán loạn một ngón tay phất một cái đều xảy ra ở trong chớp mắt mà công kích của hiên du long và lạc chinh đều tan rã như bị bẻ gãy nghiền nát toàn trường đều yên tĩnh con ngươi vương thuần độ co rút lại như mũi kim trong lòng chấn động rốt cuộc biết vì sao ninh tự họa và thân cửu tung bình tĩnh như vậy chỉ bằng tô dịch vừa rồi hai đòn nhẹ nhàng bâng quơ đó khiến vương thuần độ vị tiên thiên tông sư này phát hiện tô dịch thiếu niên tụ khí cảnh này thực ra là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, nghĩ một chút, tụ khí cảnh mà thôi, thế mà dễ dàng phá vỡ hai vị tông sư tầng 4 công kích, như thế còn không gọi là đáng sợ. Cùng lúc đó, Hiên Du Long và Lạc Chinh cũng đồng loạt biến sắc, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người tô dịch, trong ánh mắt đã hiện lên nét ngưng trọng kinh nghi, giữa tụ khí cảnh cùng tông sư tầng 4, nhưng kém không chỉ một hai cảnh giới, nhưng vừa rồi, tô dịch lơ đảng triển lộ ra lực lượng, lại làm bọn họ đều gặp chấn động, cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng ta nói bảo các ngươi cùng lên vì sao phải tự giết lẫn nhau chứ thực cho rằng tô mổ là thịt cá trên thớt chỉ có thể mặc cho xâm lược tô dịch lạnh nhạt mở miệng bây giờ các ngươi tốt nhất vận dụng toàn lực nếu không ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất nhanh lời nói tùy ý lại hết sức ngạo nghễ phô trương nghiễm nhiên không mang hai đối thủ này đặt ở trong mắt nên tự họa và thân cửu tung vẻ mặt như thường sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa nhưng mí mắt vương thuần độ lại không khỏi nhảy dựng lên tiểu tử này thật đúng là không khiêm tốn một chút nào nha như ngươi mong muốn hít sâu một hơi khí thế hiên du long càng thêm cường thịnh bóng người gầy gò chật toát ra màu đỏ màu xanh màu vàng màu đen bốn loại hào quang cương sát đây là thể hiện cảnh giới tông sư tầng bốn rèn luyện bốn chỗ lò lửa tạng phủ khi toàn lực vận chuyển lực lượng chân nguyên cương sát của bản thân hắn tựa như có thêm bốn loại khí tức thuộc tính, mà khi tới tông sư tầng 5, ngũ tạng như lò lửa, như ngũ hành hợp nhất, thuộc tính cương sát toàn thân theo đó dung hợp toàn bộ, đến lúc đó mới là mức độ tông sư cảnh đại thành, như Tần Trường Sơn lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch, chính là một vị cao thủ tông sư tầng 5 như thế, giết, quát to một tiếng, bàn chân hiên du long dậm mặt đất, bóng người lướt không mà lên, hai tay vung kiếm, chém xuống vào không gian, ầm hư không như vải vẽ tranh, bị bổ ra hai vết nứt thẳng tắp, kiếm khí mạnh mẽ, quả thực như sấm sét tia chớp lướt qua không trung mà xuống, khai sơn trảm, đây là tuyệt kỹ đỉnh phong cả đời võ đạo của Hiên Du Long, dưới một đòn, có thể chặt đứt núi, hầu như cùng lúc đó Lạc Chinh cũng đã hành động, trường thương trong tay rung lên, nở rộ ra ngàn vạn mũi nhọn màu máu, cái bóng lay động, rợp trời rợp đất, như mưa to màu máu đổ ập xuống, sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa, huyết vũ lục ma thương một môn tuyệt học thiên giai thượng phẩm, do gia chủ tô gia tô hoàng lễ truyền thụ, là thuộc sát phạt chiến trường thật sự, khi luyện đến đăng phong tạo cực bộ, đâm ra một thương, vạn người khó cản. Mà nay, môn tuyệt học này do Lạc Chinh lấy tu vi cảnh giới tông sư tầng 4 toàn lực thi triển, nghiễm nhiên suy diễn ra đại thế như gió tanh mưa máu, quỷ khóc sói tru, mạnh mẽ vô cùng, không thể nghi ngờ, giờ khắc này vô luận là hiên du long hay Lạc Chinh, đều không chút giữ lại đã động sát tâm thật sự toàn lực ra tay, một màn như vậy, thân cửu tung nhìn mà trong lòng cũng phát lạnh, hít vào thật sâu, để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi là hắn, sợ là căn bản không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn trước, ánh mắt vương thuần độ nhìn chầm chầm tô dịch, muốn xem xem tô dịch thiếu niên tụ khí cảnh này, nên hóa giải hai vị tông sư tầng 4 toàn lực công phạt như thế nào, tô dịch khẽ lắc đầu, lại là có vài phần thất vọng. Nếu so sánh với tầng trường sơn, hai đối thủ này chung quy kém một mảng lớn, hắn cũng lười giữ lại cái gì nữa, tính tốc chiến tốc thẳng, ầm, uhm, khi song kiếm của Hiên Du Long từ trên trời chém tới, tô dịch chợt giãn bóng người ra, tay phải nắm đấm, bỗng nhiên đánh ra vào khoảng không. Dưới sự toàn lực thi triển, lực lượng toàn thân hắn cũng hoàn mỹ không sức mẻ dung hợp hết vào trong một quyền này, phành, phành, quyền kình trong suốt lấp lánh, mang theo những luồng đạo vận huyền diệu khó lường, như mũi nhọn không đâu không phá, đập cho một đôi song kiếm kia gào thét chấn động, phát ra gào thét như không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp rời tay bay đi. Sau đó, một đạo quyền kình này như thế không giảm, trực tiếp đánh ở trên bóng người lao tới tấn công của Hiên Du Long. Vị tồn tại tông sư tầng 4 cường đại này, thế mà bị một quyền này đánh bay đi, như diều đứt dây, hung hăng ngã ra xa hơn 10 trượng, ngực hắn sụp xuống một vết nắm đấm, trong miệng ho ra máu, tạng phủ trong cơ thể đều bị thương nặng, quy lực một quyền, thế mà khủng bố như vậy, mà cái này cũng chưa tính là xong, bởi vì ở cùng lúc một quyền này đánh ra, trường thương của Lạc Chinh đã cuốn theo mũi nhọn như mưa to màu máu lao tới chém giết, rập trời rập đất, thanh thế đáng sợ, chỉ thấy tô dịch tay trái dựng ngón tay như kiếm, vạch một cái ở trên không, một đạo kiếm khí như giải lụa mười trượng ngang trời, cuốn lượng như rồng, mang theo đạo vận huyền diệu mênh mông như hư ảo, nhẹ nhàng chém xuống. Thương ảnh màu máu đầy trời vỡ tan, nổ tung như bọt biển. Ken, mà khi một kiếm này chém ở trên trường thương của Lạc Chinh, chỉ thấy trường thương tràn ngập linh tính kia nhất thời như gặp công kích hủy diệt, chợt gấp khúc thành một hình cung thật lớn, ngay sau đó, liền rắc một tiếng gãy ra, gặp công kích sắc bén bá tuyệt bực này, Lạc Chinh cho dù lựa chọn né tránh trước, vẫn bị kiếm khí bổ trúng bả vai, chặt đứt cánh tay phải nắm trường thương của hắn, máu tươi nhất thời phun ra như thác, Lạc Chinh cánh tay phải bị chém, bóng người hoảng sợ né tránh hung hăng ngã nhào xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau, vương thuần độ chợt trợn to mắt, dạy ra ở đó, một quyền, đánh sập xong kiếm tuyệt sát thuật của Hiên Du Long, Hiên Du Long cũng bởi vậy bị thương nặng, ho ra máu không dừng, một kiếm, phá vỡ huyết vũ lục ma thương của Lạc Chinh, chặt cánh tay phải của hắn, bá đạo, thật sự quá bá đạo, ai dám tưởng tượng, một thiếu niên tụ khí cảnh, lại có lực lượng khủng bố như thế. Vương thuần độ tiên thiên võ tông kiến thức rộng rãi bực này, trong lòng cũng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, bị rung động, cần biết, vô luận là Hiên Du Long hay Lạc Chinh, đều là đại tông sư phải tính đến của cảnh nội đại chu, người trước kiếm thuật siêu quần, đứng chức phó cung chủ Lư Dương Học cung, người sau chen thân hàng ngũ 18 lộ hầu khắc họ của đại chu, chiến tích chấn động thế gian, đừng nói võ giả bình thường, dù là đại đa số nhân vật tông sư của thế gian này, đều xa không phải đối thủ của hai vị này, nhưng hôm nay, thế mà lại ở trong một chiêu đã bị tô dịch chỉ có được tu vi tụ khí cảnh hoàn toàn đánh bại. Điều này liền tỏ ra quá mức kinh thế hải tục. Nếu không phải vô cùng tin tưởng tu vi của tô dịch thật là tụ khí cảnh, Vương Thuần Độ cũng hoài nghi thiếu niên là lão yêu quái có thuật trú nhan. Ngược lại là ninh tự họa và thân cửu tung tương đối bình tĩnh hơn không ít. Ngay tại vừa rồi, bọn họ còn tận mắt thấy một màn tô dịch một người một kiếm, đã tàn sát đại quân quỷ diện huyết diêu, mang đi so sánh. Hiên Du Long và Lạc Chinh chỉ bị thương nặng mà thôi, vốn là ở trong dự đoán của hai người, tự nhiên cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, chỉ có thế, còn tính dậy dỗ tô mổ, tô dịch lắc đầu một phen, ánh mắt tràn đầy thất vọng, hứng thú rã rời, đặt ở lúc tụ khí cảnh sơ kỳ, hắn cũng có thể toàn lực đánh với yêu thú bậc chính có thể so với tông sư tầng 5, huống chi là bây giờ, cũng chỉ có giống tầng trường sơn nhân vật tông sư tầng 5 như vậy, miễn cưỡng còn có thể vào pháp nhãn của tô dịch. Về phần hiện Du Long cùng Lạc Chinh trước mắt, quả thực thua kém một mảng lớn, ngươi. Ngươi sao có thể cường đại như thế, ánh mắt lạc chinh gắt gao nhìn chầm chầm tô dịch, giống như nhìn một quái vật không thể đo lường được, mặt đầy kinh hãi. Hắn đến từ tô gia, khi còn trẻ đã bắt đầu ở bên người tô hoàng lễ làm việc, tự nhiên biết tình cảnh vị tam thiếu gia này kém cỡ nào, địa vị thấp cỡ nào, tu vi lại là không chịu nổi cỡ nào. Nhưng đánh vỡ đầu hắn cũng không thể ngờ được, năm trước tô dịch vẫn là như phế vật tu vi mất hết, ở cách một năm sau vậy mà lại trở nên khủng bố như thế không thể tưởng tượng nhất là tô dịch vẫn là tu vi tụ khí cảnh là ngươi quá mức không chịu nổi tô dịch thản nhiên nói cảnh giới tông sư tên gọi dưỡng lô thế nào gọi là dưỡng lô dưỡng lò ngũ tạng nấu chảy tinh khí thần thành tính linh nhưng công pháp ngươi tu luyện lại một mặt theo đuổi sát phạt dữ tợn hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi cũng không trách ngươi đến hôm nay cũng không cách nào đột phá cảnh giới tông sư tầng năm tạng phủ sớm bị sát khí nhuộm đẫm, sao có thể sinh ra linh tính thật sự. Nói đến đây, Tô Dịch hỏi, Tô Hoàng Lễ tự xưng mình là người tu hành, năm đó ở lúc truyền thụ ngươi đạo tu luyện, chẳng lẽ không nói những thứ này với ngươi, sắc mặt lạc chinh hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy bí mật trong ngoài toàn thân như đều bị Tô Dịch nhìn thấu, tràn ngập cảm giác không thể nào che giấu. Chủ thượng quả thực từng nói, tu luyện huyết vũ lục ma thương, nhiều nhất chỉ có thể khiến ta tu luyện đến tông sư tầng 4, nếu muốn đột phá, khó hơn lên trời." Hồi lâu sau, Lạc Chinh mới cay đắng lên tiếng, mất hồn mất vía, mọi người nghe vậy đều không khỏi hít vào thật sâu. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Tô Dịch lúc trước nói, vậy mà lại một lời vào thẳng trọng tâm quan sát được chỗ thiếu hụt trí mạng trên tu hành của Hoài Dương Hầu, khó hơn lên trời. Tô Dịch bật cười lắc đầu, nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi chỉ cần đáp ứng từ nay về sau cống hiến cho ta." Ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cam đoan cho ngươi có thể bước vào cảnh giới tông sư tầng năm, như thế nào?" Lạc Chinh ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, "Có lẽ ngươi có thể làm được một bước này, nhưng ngươi không khỏi cũng quá xem thường Lạc Chinh ta rồi." "Tam thiếu gia, ta không ngại nói cho ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội chủ thượng." Lời lẽ vang dội, nói năng khí phách, Tô Dịch nói, "Vì Tô hoàng lễ mà chết, đáng giá." Lạc Chinh im lặng một lát trong miệng bật khẽ ra một chữ đáng dứt lời hắn lấy tay trái cầm lên trường thương hít sâu một hơi nói xin tam thiếu gia ban cho lạc chinh cái chết trong tiếng quát to hắn dáng vẻ kiên quyết bùng nổ lao ra vung trường thương trong tay đâm về phía tô dịch như lực sĩ thấy chết không sờn tất cả mọi người đều không khỏi động dung lạc chinh giờ khắc này có lẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng loại tư thái không sợ hãi đó của hắn lại làm người ta dâng lên sự kính trọng, cũng được, liền cho ngươi một cái chết tôn nghiêm, tô dịch lấy tay chọc một cái, ngự huyền kiếm bỗng dưng hiện ra, bỗng nhiên đẩy về phía trước, vô cùng đơn giản, lại sắc bén đến mức tận cùng, mang theo ánh kiếm chói mắt đầy trời, một cái chớp mắt đó, ánh mắt lạc chinh hoảng hốt một phen, như nhìn thấy một luồng ánh sáng kinh diễm nhất thế gian, đẹp làm người ta say lòng, phốt, kiếm quan chợt lóe cổ họng lạc chinh bị xuyên thủng, mang theo máu đỏ tươi, hắn ngẩn ra một phen, sau đó lộ ra nụ cười như thoải mái, nói, đa. Đa tạ, ta. Ta chưa phản bội chủ thượng, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Sau đó, bóng người lạc chinh không tiếng động ngã xuống. Vị hoài dương hầu này đi ra từ ngọc kinh thành tô gia, vốn là một tùy tùng thiếu niên bên người tô hoàng lễ. May mắn được tô hoàng lễ thưởng thức, truyền cho diệu pháp, có thể ở trên con đường tu hành hát vang tiếng mạnh. Từng bước một trưởng thành làm một trong 18 lộ hầu khắc họ danh chấn thiên hạ, mà lúc này, Hắn cứ như vậy ngã xuống dưới kiếm của Tô Dịch, một màn tử vong này, làm Ninh Tự Họa, thân Cửu Tung cũng không khỏi sinh lòng cảm khái, mặc kệ Lạc Chinh trước đó biểu hiện cứng rắn cỡ nào, nhưng khí phách thà chết cũng trung thành không thay đổi đó của hắn, làm người ta không thể không động dung. Vương thuần độ thở dài một tiếng, hay cho một gã Hoài Dương Hầu. Xem ra, ta có một ít xem nhẹ Tô Hoàng Lễ rồi. Tô Dịch nhíu mày, Lạc Chinh thà chết cũng không lựa chọn phản bội. Cái này đã thể hiện ra lòng trung thành của gã kiên định cỡ nào, cũng không thể nghi ngờ phụ trợ ra thủ đoạn của Tô Hoàng Lễ khó lường cỡ nào, cũng có thể khiến nhân vật cảnh giới tông sư tầng 4, cam tâm tình nguyện vì hắn chịu chết. Ở trong trí nhớ 17 năm trước kia của Tô Dịch, đối với Tô Hoàng Lễ vị phụ thân này, có thể nói tràn ngập quán khí cùng hận ý, nhưng không thể phủ nhận là Tô Hoàng Lễ thân là gia chủ Tô Gia, thật là một tồn tại mạnh mẽ cực điểm hắn là một kẻ thâm tàn bất lộ nhất trong 10 đại tiên thiên võ tông của Đại Chu, cùng với quốc sư Hồng Tham Thương được xưng là Đại Chu Song Bích, chỉ là nhân vật lợi hại do hắn bồi dưỡng ra, đã có 3 vị vương khác họ, 5 vị hầu khác họ, đặt trong thế tục này, Tô Hoàng Lễ quả thực chính là một nhân vật truyền kỳ sừng sững đỉnh phong Đại Chu. Đương nhiên, đối với Tô Dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước mà nói, Tô Hoàng Lễ mạnh nữa, chung quy cũng chỉ là một người tu hành trong thế tục mà thôi. Về phần giết chết Lạc Chinh, tô dịch căn bản không để ở trong lòng. Trên đời này người có thể khẳng khái chịu chết không ở số ít, tuy làm người ta thưởng thức, lại rất khó để tô dịch sinh ra bao nhiêu cảm xúc. Ánh mắt hắn nhìn về phía hiên du long nơi xa, vị phó cung chủ lư dương học cung này vốn bị thương nặng, mất tinh thần, khi thấy lạc chinh chết, không khỏi sinh ra sự bi thương. Khi phát hiện ánh mắt tô dịch nhìn tới, hắn cười thê lương, nói, ta tuy không bằng lạc chinh thấy chết không sờn như vậy, nhưng cũng sẽ không cúi đầu ở đây, muốn giết muốn chém, ngươi ra tay là được, trong lòng Vương Thuần Độ căng thẳng, không nhịn được hỏi, "Tô công tử, có thể nể mặt lão phu một chút, cho Hiên Du Long một con đường sống hay không?" Lão như sợ Tô Dịch không đáp ứng, nghiến răng nói, "coi như." Lư Dương học cung ta nợ Tô công tử một cái nhân tình, Tô Dịch lắc đầu nói, "ta cũng không cần nhân tình như vậy." Trong lòng Vương Thuần Độ trầm xuống, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Tô Dịch nói, "nhưng ta có thể cho hắn một cơ hội, hắn không phải muốn báo thù cho Tần Nhược Quyên sao? Về sau hắn chỉ cần cho rằng có thể giết được tô dịch ta, cứ tới tìm ta là được. Vương Thuần Độ ngẩn ngơ, chợt mừng như điên, chấp tay cảm tạ nói, đa tạ tô công tử khoan dung độ lượng, lại nhìn hiên du long, hắn cũng ngây ra ở đó, giống như hoàn toàn không dám tin tô dịch lại sẽ tha cho mình như vậy. Hồi lâu sau, hắn không nhịn được hỏi, vì sao không giết ta ngay bây giờ? Tô dịch hỏi lại ngươi vì sao phải báo thù thay Tần Nhược Uyên, khiến Du Long không cần nghĩ ngợi nói, hắn là sư đệ của ta, quan hệ với ta tốt nhất, hắn bị ngươi giết chết, thù này làm sao có thể không báo, Tô Dịch nói, đây là nguyên nhân ta bây giờ không giết ngươi, nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Thuần Độ, nói, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi tốt nhất dẫn theo hắn rời khỏi ngay bây giờ, trong lòng Vương Thuần Độ rùng mình, một lần nữa hướng Tô Dịch hành một đại lễ, liền dẫn theo hiện du long bị thương nghiêm trọng xoay người rời đi thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ninh tự họa không khỏi nói bị người ta ghi hận cũng không phải là một chuyện tốt cô dịch lại phá lệ cảm khái một tiếng nói hiên du long nghĩa bạc vân thiên khó được chỉ dựa vào điểm ấy đáng giá ta tha hắn một con đường sống hắn nhớ tới các đệ tử kiếp trước mình thu sư huynh sư muội với nhau lại bởi vì tranh đoạt bảo vật mình để lại mà trở mặt thành thù lại đối chiếu cử chỉ báo thù của hiến du long hôm nay bảo tô dịch sao có thể không cảm khái nên tự họa giật mình nàng chợt phát hiện càng thêm có chút nhìn không thấu tô dịch thiếu niên áo bào xanh này làm việc rõ ràng sát phạt quyết đoán nhưng có đôi khi lại thường làm ra một ít chuyện khác thường ví dụ như bây giờ chỉ bởi vì thưởng thức hành vi báo thù cho sư đệ của hiên du long tạm tha thứ hiên du long cái này thật sự không giống phong cách của hắn tô dịch lại nào sẽ giải thích những thứ này huống chi Hắn dù là cho Hiên Du Long cơ hội về sau báo thù, nhưng cái đó cũng phải xem Hiên Du Long có bản lãnh này hay không. Đạo hữu, đây là mỏ quỷ diện huyết diêu ngươi bảo sưu tập, Ninh tự họa không nghĩ nhiều nữa, chỉ vào một đống mỏ màu vàng chồng chất cách đó không xa, nhẹ nhàng mở miệng, tô dịch gật gật đầu, lập tức tiến lên, chia một đống chiến lợi phẩm này ra ba phần, bản thân giữ lại một phần. Hai phần khác đưa cho Ninh tự họa và thân cửu tung, mắt thấy hai người muốn từ chối, tô dịch trực tiếp nói, lần này ba người chúng ta đã cùng nhau hành động chiến lợi phẩm coi như chia đều đừng từ chối đa tạ đạo hữu ninh tự họa miếng môi cười lên thân cửu tung thì có chút được yêu mà sợ vội vàng ôm quyền cảm tạ ánh mắt nhìn về phía tô dịch lại đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu thân là chư hầu một phương hắn trái lại không để ý những chiến lợi phẩm này quý giá bao nhiêu mà là thông qua việc này khiến hắn thấy được một ít bản tính cùng khí độ đáng quý trên người tô dịch tô dịch thì căn bản không bận tâm những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm, chỉ hy vọng kế tiếp dọc theo đường đi, có thể để ta đụng tới một ít yêu thú bậc 8, bậc 9, đêm khuya. Bầu trời huyết đồ yêu sơn vẫn màu đỏ tươi như máu. Trên không, bóng người tô dịch lăng không đạp bước, bổ ra một đòn đạo tay, phốt, đầu một con vượng khổng lồ màu trắng cao chừng 10 trượng bay lên không trung, máu đổ như thác. Xác nó ầm ầm ngã xuống đất, Khói bụi văng khắp nơi, mà bóng người tô dịch vững vàng hạ xuống đất, khí tức đạo cương quanh quẩn toàn thân từ từ thu liễm, bạch đồng ma viên, vượng ma con ngươi trắng. Yêu thú bậc chính có thể so với tông sư tầng 5, mình đồng gia sắc, đau thương khó thương tổn, lực lượng lớn vô cùng, trời sinh nắm giữ lực lượng, phong sát, tuyệt đối là tồn tại bá chủ trong yêu thú. Nhưng bây giờ, chỉ không đến 3 nhịp thở, một con yêu thú bậc chính mạnh mẽ vô cùng như vậy, đã bị tô dịch thoải mái chém rơi đầu cũng không đúng, ở ba nhịp thở trước, Tô Dịch chưa dùng sát chiêu, chém giết kịch liệt với Bạch Đồng Ma Viên ước chừng nửa khắc thời gian, một người một vượng, cả hai lấy nắm tay đánh nhau, đều hung hãn vô cùng, không muốn nhường nhau, giống như muốn ganh đua cao thấp ở trên luyện thể, cuối cùng lấy Tô Dịch hơi thắng một bậc, chấn trụ Bạch Đồng Ma Viên trên khí thế, sau đó mới có một màn kia lúc trước chém giết Bạch Đồng Ma Viên. Cách đó không xa, Ninh Tự Họa và thân cửu Tung nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, thấy lạ mà không lạ nữa. Từ sau khi tách ra với Lư Dương học cung vương thuần độ, thẳng đến bây giờ đã trôi qua năm canh giờ. Ở một đoạn thời gian này, bọn họ trước sau gặp năm con yêu thú bậc 8 cùng ba con yêu thú bậc 9. Tô Dịch thấy cái mình thích là thèm, chủ động tấn công, lần lượt chém chết những yêu thú cường đại đến mức đủ khiến phần lớn tông sư thế gian tuyệt vọng. Mỗi một lần, đều đánh nhau kịch liệt chém giết một phen trước, thẳng đến lúc đối thủ muốn chạy trốn, liền hạ sát thủ, dựa theo ý kiến của tô dịch, đối thủ miễn cưỡng có thể luận bàn như vậy chung quy quá ít, phải quý trọng mỗi một lần cơ hội gặp nhau. Lúc ban đầu, Ninh tự họa và thân cửu tung còn vì thế chấn động cảm khái không thôi, nhưng thẳng đến bây giờ, đã rất khó sinh ra quá nhiều cảm xúc giật mình nữa. Bọn họ đều nhìn ra, tô dịch là xem những yêu thú bậc tám, bậc chính kia là đá mài đao, mỗi lần gặp được, sợ không cẩn thận lập tức đánh chết đối phương, cho nên tỏ ra đặc biệt quý trọng. Cái này thật sự làm người ta quá mức dở khóc dở cười, nhưng nghĩ kỹ một phen, lại đủ khiến bất cứ nhân vật tông sư nào trên thế gian cũng sợ hãi. Dù sao, lấy yêu thú bậc chính để rèn luyện thực lực, vốn có thể xưng là kinh thế hải tục, phóng mắt thiên hạ đại chu, lại có mấy tông sư có thể làm được, nhưng hôm nay, yêu thú bậc chính cũng chỉ có thể làm bồi luyện cho tô dịch, ý tứ hàng xúc trong đó, liền quá dọa người, cách đó không xa, tô dịch nắm ngự huyền kiếm thành thạo giải phẫu cái xác khổng lồ kia của bạch đồng ma viên, chuẩn xác như bào đinh giải nguy. Rất nhanh, một viên yêu đan đỏ tươi to bằng nắm tay xuất hiện ở trong tay tô dịch, không tồi, có thể so với một cây tứ phẩm linh dược bên môi tô dịch lộ ra một tia hài lòng. Sau đó quay đầu nói với hai người bọn ninh tự họa, các ngươi có thể ra tay rồi, nhớ rõ để lại hai cái răng nanh cho ta, linh tài khác đều là của các ngươi. Nói xong, hắn tới trên tảng đá một bên, ngồi khoanh chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãy một cái, viên yêu đang đỏ tươi kia vỡ ra một vết nước nhỏ. Cầm đến bên miệng hút một lần, một dòng tinh huyết mênh mông nóng bỏng liền ùa vào cổ họng, khuếch tán đến tứ chi bách hải, theo tô dịch vận chuyển khí cơ toàn thân. Trong cơ thể hắn chợt vang lên tiếng nổ vang như lò lớn sôi trào, chân nguyên tinh thuần mênh mông như dòng sông lớn dân trào tuần hoàng, rất nhanh. Trên bóng người ngồi khoanh chân đó của tô dịch đều tràn ngập lực lượng đạo cương rực rỡ như dòng sông ánh sáng, như triều tịch mang theo đạo vận độc đáo mà thần diệu ninh tự họa và thân cửu tung thấy vậy đi thẳng tới trước sát bạch đồng ma viên cùng nhau ra tay sưu tập linh tài yêu thú thế gian toàn thân không chỗ nào không phải bảo vật lân giáp móng vuốt gân cốt răng nanh máu thịt có cái có thể làm thuốc có cái có thể luyện chế làm binh khí trên thân yêu thú bậc bảy trở lên càng có thể thu thập được linh tài quý hiếm như một con bạch đồng ma viên trước mắt này ở trong mắt võ đạo tông sư quả thực chính là một kho báu. Da lông của nó là linh tài thượng giai luyện chế linh giáp, gân cốt và răng nanh có thể luyện chế thành binh khí. Máu thịt của nó ẩn chứa lực lượng tinh hoa có thể so với linh dược bậc ba. Ngay cả mắt, tạng phủ nó cũng có rất nhiều diệu dụng. Nếu mang một thi thể hoàn chỉnh như vậy cầm đến trong thế tục đại chu buôn bán, đủ có thể đưa tới các nhân vật tông sư tranh mua. Một lát sau, Ninh tự họa và thân cửu tung chia cắt sạch sẽ chiến lợi phẩm. Đương nhiên, hai người không quên mang một cặp răng nanh để lại cho tô dịch, ninh cung chủ, tô công tử dọc theo đường đi săn giết năm con yêu thú bậc 8 cùng ba con yêu thú bậc 9, chiến lợi phẩm đều chia cho chúng ta một phần, cái này. Cái này bảo ta về sau nên báo đáp như thế nào, thân cửu tung cười khổ, nếu dùng một từ để hình dung tâm tình của hắn, đó là nhận mà xấu hổ, người bình thường, ngay cả cơ hội nợ hắn nhân tình cũng không có đâu, ninh tự họa mỉm cười, huống chi, ngươi về sau chậm rãi trả là được ngươi không phải mong chờ bước lên con đường nguyên đạo sao đây chính là cơ hội quý báu khó có được cơ hội thân cửu tung giật mình sau đó hắn giống như hiểu ra liên tục gật đầu nói đa tạ ninh cung chủ chỉ điểm thân mổ xin nhận dạy bảo nợ tô dịch nhân tình có thể coi đây là cơ hội chủ động đi tiếp cận tô dịch thời gian dài lo gì không thể thật sự đứng ở trên con thuyền này của tô dịch nghĩ đến đây trong lòng thân cửu tung không khỏi phấn chấn hẳn lên chuyến đi huyết đồ yêu sơn một lần này khiến hắn thật sự kiến thức được cái gì mới gọi là hạng người tu hành thật sự so sánh với quyền bính và thân phận trong thế tục ở trước mặt lực lượng cường đại của người tu hành không thể nghi ngờ tỏ ra rất buồn cười tất cả cái này khiến thân cửu tung không thể ức chế được sinh ra ý nghĩ đi trùng kích con đường tu hành nguyên đạo mà trải qua ninh tự họa chỉ điểm khiến hắn ý thức được mình nếu có thể được tô dịch tán thành không thể nghi ngờ chẳng khác nào cơ hội đạt được tiên nhân chỉ lộ. Sau nửa canh giờ, tô dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, vương người đứng dậy, nói, đi thôi, dứt lời, hướng nơi xa bước đi. Tuy vừa mới tiến vào huyết độ yêu sơn không đến một ngày thời gian, nhưng trải qua những lần chém giết và rèn luyện, lại khiến tốc độ cô động, đạo cương của tô dịch đột nhiên tăng mạnh. Tới bây giờ, chân nguyên toàn thân đã cô động ra bốn thành đạo cương, đổi mà nói, thiếu sáu thành nữa hắn có thể mang tụ khí cảnh hậu kỳ cấp bậc hóa cương này rèn luyện đến trình độ đại viên mãn đến lúc đó một thân chân nguyên đều là đạo cương tạo thành căn cơ võ đạo hùng hậu nhất định mạnh hơn nhiều so với lúc cùng cảnh giới kiếp trước ninh tự họa và thân cửu tung đi theo sau đó tiếp tục tiến lên chỉ là dọc theo đường đi hai người đều trở nên không có việc gì bởi vì càng đi vào sâu trong huyết đồ yêu sơn dần dần đã rất khó nhìn thấy yêu thú bậc bẫy trở xuống mà một khi gặp được yêu thú bậc bảy trở lên thường thường sẽ bị tô dịch dẫn đầu giải quyết dẫn tới thân cửu tung càng thêm kiên định một sự kiện huyết đồ yêu sơn nguy hiểm sao cực nguy hiểm nhưng chỉ cần theo đúng người huyết đồ yêu sơn nguy hiểm nữa cũng trở nên như dẫm trên đất bằng ngay lúc này bọn họ ở dưới tô dịch dẫn dắt hoàn toàn là một đường nghiền áp qua lại hai canh giờ trôi qua dọc theo đường đi tô dịch lại chỉ gặp được hai con yêu thú bậc tám mà theo xâm nhập khí tức trong thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bầu trời màu máu âm trầm nồng đậm, như mực màu máu không tan, pha tạp khí huyết sát không sạch sẽ hóa thành cuồng phong, ở trong núi non hoang dã gào thét, làm tâm cảnh người ta cũng trở nên áp lực bực bội hơn rất nhiều. Ha, đột nhiên, tô dịch dừng bước, hầu như cùng lúc đó, một tràng thanh âm giống như lẩm bẩm vang lên ở trong thiên địa, giống như quỷ vật khe khẽ nói nhỏ, lại như thanh âm câu hồn đến từ địa ngục. Nghe được thanh âm quen thuộc quỷ dị này, Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung ngay lập tức vứt bỏ tạp niệm, thủ vững thần hồn, nhưng dù vậy, Ninh Tự Họa vẫn nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ non nớt hiện lên một chút không khỏe, thần hồn của nàng quá mức sâu sắc, ở dưới lực lượng quỷ dị cỡ này trùng kích, ngược lại gặp đã kích sẽ lớn hơn nữa, Thân Cửu Tung càng thống khổ khuôn mặt giật giật, cái trán toát mồ hôi lạnh, chỉ có Tô Dịch vẻ mặt thông dong, như hoàn toàn không cảm thấy, trong thức hải có cửu ngục kiếm tỏa trấn lại tu luyện tha hóa tự tại kinh vô thượng truyền thừa thần hồn chi đạo bực này làm hắn căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng nào thậm chí bằng vào lực lượng thần hồn cảm ứng khiến tô dịch từ trong tiếng lẩm bẩm phân biệt ra rất nhiều huyền cơ đây hẳn là một tòa cấm trận lấy sơn mạch trong lòng đất huyết đồ yêu sơn làm trung tâm có được nhiếp hồn trấn thủ hóa sát phá linh các loại diệu dụng dựa theo lực lượng dao động bực này suy đoán không tới nửa ngày thời gian liền có thể đến nơi trận này bao trùm "Ô, thú vị, thế mà lại có người đang lợi dụng lực lượng trận này." Ánh mắt Tô Dịch bỗng nổi lên một tia kinh ngạc, ngay lúc này, đột nhiên một tràng tiếng chém giết chiến đấu như có như không từ nơi cực xa truyền đến, bởi vì khoảng cách quá xa, nghe cũng không rõ ràng, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại như phát hiện chuyện gì thú vị, nói, "Hai vị còn có thể chịu được hay không?" Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung đều gật gật đầu, "Vậy chúng ta đi xem một hồi náo nhiệt." Tô Dịch nói xong, đã tiếp tục bước về phía trước xem náo nhiệt trong lòng ninh tự họa và thân cửu tung tuy nghi hoặc nhưng vẫn chịu đựng cảm giác không khỏe trong thần hồn đi theo nửa khắc sau một thung lũng thật lớn giống như cái bát xuất hiện ở trong tầm nhìn trên thung lũng huyết sát như sương mù kịch liệt quay cuồng mà ở trong thung lũng thì có một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn trung ương thung lũng một đám xác sống hình thù kỳ quái mang hai bóng người vây khốn nhiều tầng ở trong những xác sống đó có nam có nữ có già có trẻ chừng hơn 10 cái, đều không khác gì người thường, chỉ có màu da trắng bệt trong suốt, vẻ mặt đờ đẫn, cả người tràn ngập khí tức âm sát màu đen. Làm người ta giật mình là, mỗi một xác sống đều có lực lượng không kém gì tông sư, hơn nữa, những xác sống này không sợ đao kiếm bổ chém, không biết sống chết là vật gì, điều này làm chúng nó cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Đây là âm sát môn bách luyện linh thi, tương tự thi khôi thuật, thủ pháp luyện chế vô cùng tàn nhẫn, trước lấy cổ trùng nuôi dưỡng ở trong cơ thể nhân vật tông sư xâm chiếm máu thịt thể xác của họ con ngươi ninh tự họa hơi co lại thấp giọng nói sau đó lấy bí thuật mang thần hồn nhân vật tông sư giam cầm phong ấn lại trải qua các loại thủ đoạn âm độc lập lại tế luyện mới có thể luyện chế ra một khối linh thi như vậy sắc mặt thân cửu tung cũng âm trầm xuống nói ta cũng từng nghe nói mấy trăm năm trước âm sát môn sở dĩ bị gọi là thế lực tà đạo số một thế gian là ở chỗ bọn họ nắm giữ lượng lớn bách luyện linh thi, thực lực những thi thể này có thể so với nhân vật tông sư, hơn nữa ẩn chứa âm sát kịch độc, có thể nói là hung binh hình người, cái gọi là bách luyện linh thi, đơn giản là một loại pháp môn cấp thấp nhất luyện chế thi khôi. Ở Đại Hoang Cửu Châu, chỉ cần môn phái quỷ tu có chút thế lực, cũng không thèm luyện chế loại đồ chơi tổn hại không thể lên được mặt bàn này tô dịch chỉ liếc một cái, đã mang ánh mắt đặt ở trên thân hai người bị vây kia, bọn họ là ai? không động học cung đại trưởng lão Khương Đàm Vân cùng nhị trưởng lão Lô Trường Phong. Thân cửu tung nói nhanh, hai người đều là nhân vật tông sư tầng 4, nhưng Khương Đàm Vân nội tình mạnh hơn một chút, xếp hạng 47 đại chu tông sư bản, một ít nhân vật tông sư tầng 5, cũng không phải đối thủ của hắn. Tô dịch gật gật đầu, võ đạo tứ cảnh, dù sao cũng là cảnh giới phàm tục, nhìn như là nhân vật cùng một cảnh giới, thực lực chênh lệch rất lớn, trung tâm là ở chỗ nội tình võ đạo khác nhau. Tô công tử, chúng ta cần đi hỗ trợ hay không? Thân cửu tung nhịn không được hỏi. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong bị bách luyện linh thi vây khốn, tình cảnh hung hiểm cực điểm, hơn nữa sắc mặt hai người biến thành màu đen, đôi mắt đỏ rực, rõ ràng là chúng thi độc, nếu còn không đi cứu viện, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ngươi bây giờ nếu đi qua, nhất định sẽ gặp lực lượng cấm trận tựa như tiếng lẩm bẩm kia công kích, đến lúc đó, ngươi dù có tu vi tông sư tầng 4, nhưng dưới thần hồn gặp công kích, lại bị những thi thể kia vây khốn, nhất định hữu tử vô sinh, tô dịch thuận miệng nói, thân cửu tung sợ hãi cả kinh, ninh tự họa thì như nhìn ra cái gì, đôi mắt sáng hơi co lại, nói, trách không được giống như Khương Đàm Vân nhân vật bực này, lại sẽ hãm thân bực này, thì ra là có người lợi dụng lực lượng cấm trận kia công kích thần hồn hắn, dẫn tới một thân thực lực cũng không thể thật sự phát huy ra, theo nàng thấy, các bách luyện linh thi kia tuy có thể so với tông sư, lại căn bản không phải đối thủ của khương đàm vân nhân vật bực này mà thế cục trước mắt sở dĩ sẽ biến thành như vậy không thể nghi ngờ tựa như tô dịch nói có người đang lợi dụng lực lượng cấm trận đối phó hai người khương đàm vân ta trái lại muốn xem xem hung thủ phía sau màn này là ai nên tự họa tính tự mình ra tay một là giúp khương đàm vân và lô trường phong hóa giải nguy hiểm thứ hai là nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đang lợi dụng lực lượng cấm trận kia nhưng không chờ nàng ra tay đã bị tô dịch ngăn lại, đợi một chút nữa. Ninh tự họa ngẩn ra, có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh, ngay tại lúc hai người Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong sắp không chống đỡ được, một giọng nói trong trẻo vang lên, hai vị chớ hoảng, bổn vương đến giúp các ngươi diệt địch, từng chữ như trống chiều chung sớm, chấn động nơi đây, chỉ thấy một thanh niên áo trắng thắng hơn tuyết đạp bước không trung mà tới, toàn thân lưu chuyển dòng sông ánh sáng, vì thế mênh mông cuồn cuộn như biển, bóng người hắn thẳng tắp như tùng trúc, Tuấn Tú Thanh giật, vừa lướt vào trong thung lũng huyết sát tràn ngập kia, liền thúc giục một cây chiến mâu màu vàng, ngang trời bổ một cái, ầm, từng bóng mâu hồ quang màu vàng rực rỡ như đang xen mà thành ngang trời, mang theo khí tức hủy diệt ngập trời trấn sát xuống, phành, 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 phành theo bóng mâu như hồ quang màu vàng kia hạ xuống như tấm lưới lớn, mười mấy bách luyện linh thi kia đều không kịp né tránh đã bị đánh giết ngay tại chỗ, thân thể cứng rắn không ngại đao kiếm kia của chúng nó vỡ thành mảnh vụn bay tứ tung, không chịu nổi một đòn giống như tờ giấy, trong tích tắc mà thôi, thế cục nguy hiểm Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong gặp, thế mà bị lực lượng một đòn này hóa giải, lại nhìn thanh niên áo trắng kia, tay cầm chiến mẫu màu vàng, thanh giật tuyệt tục, phong thái có một không hai, trấn nhạc vương, thân cửu tung trung động, nhận ra thanh niên áo trắng kia, chính là trấn nhạc vương một hy một trong chính vương họ khác vang danh thiên hạ lấy trẻ tuổi nổi bật thế gian. Thì ra là người này. Ninh Tự Họa lộ ra vẻ mặt giật mình, nàng cũng từng nghe nói rất nhiều lời đồn có liên quan với Trấn Nhạc Vương này, hơn 20 tuổi phong vương bái hầu, quả thực có thể xưng là một nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt trong thế tục. Đạo hữu vừa rồi đã phát hiện được Trấn Nhạc Vương này sẽ đến, ánh mắt Ninh Tự Họa nhìn về phía Tô Dịch, khi chúng ta đến, hắn đã ở nơi xa xem cuộc chiến, chẳng qua các ngươi đều chưa phát hiện mà thôi, Tô Dịch thuận miệng nói khi nói chuyện ánh mắt hắn xa xa nhìn trấn nhạc vương áo mũ trắng hơn tuyết kia trong ánh mắt có chút khác thường thật sao trong lòng ninh tự họa trùng mình lấy nội tình cùng nhãn lực của nàng thế mà lại chưa phát hiện trấn nhạc vương lúc trước nấp trong bóng tối điều này làm nàng ngoài giật mình cũng là ý thức được thực lực vị vương khác họ trẻ tuổi này cũng nhất định không phải bình thường có thể so sánh khống thi đạo nhân đến lúc này còn không lăn ra đây cho bổn vương trong thung lũng Trấn Nhạc Vương một hy cao giọng mở miệng, hắn tay cầm chiến mâu, bóng người lỗi lạc, đôi mắt nhìn quanh, tràn đầy phong thái ngạo thế, thanh âm kia của hắn ù ù vang vọng thung lũng, khiến Ninh Tự Họa và thân cửu tung đều rùng mình không thôi, khống thi đạo nhân. Đây chính là cao thủ hàng đầu nổi tiếng âm sát môn, một bá chủ tà đạo cảnh nội đại chu mỗi người nói tới liền biến sắc, đột nhiên, dưới nham thạch một bên thung lũng chui ra một con rối giống như đứa trẻ, trên khuôn mặt ngây thơ vô tà che kín từng đường may như con rết giữ tận dọa người con rối trẻ con ngẩng đầu nhìn về phía một hy nơi xa miệng tách ra lộ ra hai hàm răng sắc bén phát ra thanh âm bén nhọn như lưỡi cưa ma sát trấn nhạc vương nghe chung mổ khuyên một tiếng tốt nhất chớ xen vào nữa nếu không chung mổ cam đoan ngươi dù là tuyệt thế kỳ tài mang đại khí vận cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ thanh âm phiêu đảng thung lũng làm người ta nổi da gà toàn thân đồ khốn kiếp. Dù là môn chủ âm sát môn ngươi đến đây, cũng không dám làm càng ở trước mặt bổn vương, một hy hừ lạnh một tiếng, chiến mâu trong tay đâm một cái vào khoảng không, phành, ngoài mấy chục trượng, con rối trẻ con kia chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ha ha, đã như vậy, chờ sau khi trấn nhạc vương ngươi chết, chung mổ nhất định tự tay giúp ngươi nhạc xác nhất định luyện ngươi thành một khối thi khôi thật đẹp tiếng cười âm trầm lạnh lùng phiêu đãng ở trong thung lũng dần dần biến mất không thấy một hy không cho là đúng lắc lắc đầu, khen, hắn thu hồi chiến mẫu màu vàng, ánh mắt nhìn về phía Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong cách đó không xa, nâng tay ném ra một cái bình ngọc, nụ cười ấm áp nói, đang dược trong bình này có thể giải thi độc, mời hai vị lập tức nuốt dùng, nếu trì hoãn tiếp, chỉ sợ sẽ bị thi độc công tâm. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong đồng loạt lộ ra vẻ mặt cảm kích, chấp tay vái, đa tạ trấn nhạc vương, chớ khách khí, giải độc trước đi. Một hy cười xua tay, lúc này, hai người bọn khương đàm vân đều nuốt dùng một viên đan dược ngồi khoanh chân một khi thì mang ánh mắt xa xa nhìn về phía chỗ đám người tô dịch cất cao giọng nói ba vị bằng hữu nơi đây đã không có nguy hiểm nữa mời đến gặp một lần ninh tự họa và thân cửu tung đều mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch không thể nghi ngờ trấn nhạc vương cũng đã sớm phát hiện tung tích bọn họ tô dịch chưa nói lập tức cất bước qua đó trung ương thung lũng thân cửu tung cười chào nhiều năm không gặp phong thái tiểu vương gia càng hơn trước kia, lúc trước uy thế đánh giết bách luyện linh thi kia, khiến thân mổ nhìn mà than thở, một hy cười sang sản, khiêm tốn nói, vân quan hầu quá khen rồi, nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ninh tự họa, hơi chấp tay chào nói, nếu bổn vương không đoán sai, vị này là cung chủ thiên nguyên học cung ninh tự họa ninh đại nhân, đúng không, hắn khí vũ hiên ngang, nói nói cười cười, khiêm tốn ấm áp, hoàn toàn không giống với phong phạm vừa rồi ngạo thị khi giết địch ninh tự họa gật gật đầu chưa nói thêm gì nhưng không thể không nói khí tức ấm áp khiêm tốn kia trên người một hy quả thực rất dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm ánh mắt một hy lại nhìn về phía tô dịch cười ôm quyền nói thứ lỗi tại hạ mắt kém xin hỏi tôn tính đại danh công tử thân cửu tung vội vàng giới thiệu tiểu vương gia vị này là tô dịch tô công tử họ tô một hy như có chút suy nghĩ chẳng lẽ là con em ngọc kinh thành tô gia cái này thân cửu tung do dự một phen Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nói, cái này có gì khó nói, nói cho hắn cũng không sao." Thân cửu Tung lúc này mới nói, "Tiểu Vương gia đoán không sai, Tô công tử chính là con của gia chủ Tô gia Tô Hoàng Lễ." Một hi cười lên, nói, "Tô gia là gia tộc hàng đầu thế gian, nội tình hùng hậu, tàn long ngọa hổ, con em trong tộc không thiếu hạng người kinh thải tuyệt diễm." Bản Vương nháy mắt đã nhìn ra Tô công tử tất nhiên không phải hạng người tầm thường có thể so sánh, đây đương nhiên là lời khách sáo, dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi. Nhưng, một hy cũng không lấy lệ cùng xem nhẹ tô dịch. Dù sao, có thể cùng nhau hành động với ninh tự họa, thân cửu tung, cũng nhất định không có khả năng là nhân vật đơn giản, mà đối mặt lời khách sáo của một hy, tô dịch chỉ lấy lệ gật gật đầu, nhưng, hắn trái lại không từ đây xem nhẹ một hy. Vừa rồi khi ở nơi xa quan sát, hắn đã phát hiện trên người vị trấn nhạc vương trẻ tuổi nhất đại chu này, có nơi khác hẳn bình thường, trên thân có một tia bảo khí cực mơ hồ, cũng chính bởi như thế, đã dẫn lên một tia hứng thú của tô dịch, hôm nay nhìn khoảng cách gần, trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít manh mối, trên người một khi này, nhất định tồn tại bí bảo huyền diệu nào đó, trong vô thanh vô tức, khiến một thân khí tức của gã xảy ra biến hóa, trở nên mơ hồ mà bình thản. Nếu không cẩn thận cảm ứng, rất khó phát hiện loại khác thường nhỏ bé này. Lúc trước, lực lượng cấm trận dao động kia sinh ra tiếng lẫm bẩm đáng sợ cỡ nào, làm hai người bọn Khương Đàm Vân cũng gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, hãm sâu trong vòng vây tuyệt cảnh, nhưng một hy lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cái này chỉ sợ cũng có liên quan với món bí bảo kia trên người gã. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tô dịch, trên thân mỗi người đều có bí mật, một khi này có thể trẻ tuổi như thế, nhảy vọt trở thành vương khác họ danh chấn thiên hạ, tất nhiên cũng có kỳ ngộ và con bài chưa lật thuộc về chính gã, nếu gã này là kẻ địch của ta thì tốt rồi. Như vậy có thể nhìn xem, món bảo vật kia trên người hắn rốt cuộc lai lịch thế nào, tô dịch có chút tiếc nuối lấy lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hắn kiếp trước, chỉ từ trong một tia bảo khí mờ mịt kia trên người một khi liền phán đoán ra, bí bảo trên người gã nhất định không phải tầm thường. Nhưng, tô dịch cũng chỉ là tò mò mà thôi lấy tính tình cùng thân phận hắn còn chưa thèm bởi vì một món bảo vật liền coi một hi là con mồi tự nhiên cũng sẽ không đi làm hoạt động giết người đoạt bảo cỡ đó lúc này một Hy và ninh tự họa thân cửu tung đã bắt chuyện biết được đám người tô dịch cũng vì huyết đồ yêu sơn dị biến mà đến một hi cười mời bọn tô dịch đi cùng ninh tự họa và thân cửu tung thì mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch chuyện này tự nhiên do tô dịch quyết định đối với điều này tô dịch chưa từ chối hắn muốn nhìn xem ở trong hành động kế tiếp có thể thấy rõ diện mạo thật sự của một món bảo vật kia trên người một hy hay không mà khi nhìn thấy ninh tự họa và thân cửu tung nhân vật bực này lại để tô dịch đến làm quyết đoán làm trong lòng trấn nhạc vương một hy cũng rùng mình điều này cũng khiến hắn càng thêm ý thức được thân phận thiếu niên áo bào xanh trước mắt này chỉ sợ cũng không phải con cháu ngọc kinh thành tô gia đơn giản như vậy lúc kế tiếp cùng nhau hành động trái lại phải chú ý người này nhiều hơn một chút một hy thầm nghĩ trong khi một hy nói chuyện với thân cửu tung ninh tự họa ngồi một mình ở trên tảng đá cúi đầu đọc một quyển sách trong tay đường nét khuôn mặt tinh xảo tràn đầy yên tĩnh cách đó không xa tô dịch lười biến nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần khi khương đàm vân và lô trường phong tỉnh táo lại liền thấy được một màn như vậy hai vị cảm giác thế nào một hy cười ánh mắt nhìn qua hai người bọn khương đàm vân vội vàng đứng dậy không người vái nói đa tạ tiểu vương gia trượng nghĩa ra tay ân cứu mạng cỡ này hai chúng ta nhất định ghi khắc trong lòng trọn đời không quên thanh âm lộ ra cảm kích phát ra từ phế phủ hai vị không cần khách khí một khi cười xua tay nói xong hắn chủ động giới thiệu tô dịch cùng ninh tự họa cho hai người khi biết được thân phận ninh tự họa hai người đều động dung không dám tự đại lần lượt chào mà khi biết được thân phận của tô dịch hai người rõ ràng đều ngẩn ra một phen trước kia bọn họ căn bản không biết dưới gối gia chủ Ngọc Kinh thành Tô Gia, còn có một đứa con tên là Tô Dịch. Chẳng qua, trong lòng tuy nghi hoặc, hai người ở trên cấp bậc lễ nghĩa vẫn cha chậm trễ, tiến lên chào. Tô Dịch khẽ gật gật đầu, thu hồi ghế mây, nói, đi thôi, nói xong, đã hướng phía trước bước đi. Ninh tự họa và thân cửu tung thấy vậy, rất tự nhiên theo sau đó. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong thì ngẩn ra một phen, đều có chút kinh ngạc. Ở đây, có cung chủ thiên nguyên học cung, có vân quan hầu hùng cứ nhất phương, cũng có trấn nhạc vương vị tồn tại danh chấn thiên hạ này nhưng bây giờ tô dịch cả con cháu ngọc kinh thành tô gia này lại nói đi là đi cũng không đi hỏi ý tứ người khác thế này tỏ ra quá chuyên quyền độc đoán rồi hơn nữa vừa rồi khi chào tô dịch tô dịch luôn ngồi ở trên ghế mây làm trong lòng khương đàm vân và lô trường phong đều có chút không thoải mái cảm nhận đối với tô dịch cũng kém đi rất nhiều nhưng hai người dù sao nhìn quen mưa gió mắt thấy ninh tự họa và thân cửu tung đều chưa nói cái gì bọn họ cũng chỉ giấu bất mãn ở trong lòng, chưa biểu hiện ra ngoài. Vị tô công tử này không phải bình thường có thể so sánh, cách nói năng cử chỉ cũng khác với bình thường, hai vị chớ có nghĩ nhiều. Một khi nhìn Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong một cái thật sâu, cười mở miệng, đúng rồi, hai vị muốn cùng nhau hành động hay không? Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong liếc nhau, đều sảng khoái đáp ứng. Có thể cùng hành động với Trấn Nhạc Vương, cái này tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn, không trì hoãn nữa. Một khi dẫn theo hai người bọn Khương Đàm Vân, đuổi theo bọn Tô Dịch, cùng nhau hướng chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn bước đi. Tiểu vương gia, lúc trước ngươi nói vây khốn hai chúng ta là người của âm sát môn, chẳng lẽ thế lực tà đạo này lại cho tàn lại cháy? Trên đường, Khương Đàm Vân không khỏi hỏi, hắn là đại trưởng lão không động học cung, màu da đen, uy nghiêm ngay thẳng, không sai. Một hy thuận miệng nói, theo tin tức ta đạt được, âm sát môn tựa như nắm giữ không ít bí mật có liên quan với trận dị biến này của huyết đồ yêu sơn. Lần này bọn hắn xúc động một đám đại nhân vật cực kỳ lợi hại cùng nhau hành động, rõ ràng là mưu đồ rất lớn, như khống thi đạo nhân Trung Hào vừa rồi. Đó là một trong chính vị trưởng lão tổng đà âm sát môn, một nhân vật độc ác tông sư tầng 4, tinh thông khống thi thuật, hung danh lan xa. Nghe vậy, Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bọn họ trước đó đã thiếu chút nữa gặp tai ương ngập đầu, vừa nghĩ đến kế tiếp còn có thể đụng phải những gốc rạ cứng kia của âm sát môn, trong lòng cũng không tránh khỏi nghiêm nghị, âm sát môn, tô dịch như có chút suy nghĩ, khối hồn ngọc kia có liên quan thân thế khuyên quản, chính là hô duyên hải từ sâu trong huyết đồ yêu sơn này mang ra. Mà trước đó không lâu, tô dịch đã biết được, hô duyên hải thân là đà chủ phân đà cổng châu, đáp ứng lời mời tới tổng đà âm sát môn, nghe nói là, mưu đồ một việc lớn hôm nay, người âm sát môn lại xuất hiện ở đây, tất cả cái này rất dễ dàng khiến tô dịch làm ra một cái suy đoán, việc lớn âm sát môn mưu đồ, chỉ sợ cũng ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này. Hơn nữa, Hồ Duyên Hải rất có thể cũng tham dự vào. Nếu như thế, vậy thì dễ xử lý rồi, có lẽ khi điều tra được chân tướng dị biến ở sâu trong huyết đồ yêu sơn, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra một ít chuyện có liên quan với thân thế khuynh quản, tô dịch thầm nghĩ, sau nửa canh giờ. Trong núi non hoang giả tràn ngập sương mù máu nơi xa đột nhiên có một bóng người lao ra, đây là một người trung niên áo bào đen, hàm én trâu hổ, gò má cương nghị góc cạnh rõ ràng như đao chém triều bổ, chính là đại trưởng lão tinh nhai học cung bột ấp, tồn tại tông sư tầng 4 đỉnh phong, tiểu vương gia, ở ngoài 30 dặm, có một cái khe rảnh thật lớn, người âm sát môn hôm nay đóng quân ở phụ cận một cái khe rảnh đó, bộc ấp tiến lên chào. một hy gật gật đầu giới thiệu cho bột ấp thân phận đám người ninh tự họa, tô dịch, mọi người lần lượt chào, hàng huyên một chút, liền tiếp tục bước về phía trước, trong thiên địa huyết sát nồng đậm, như sương mù không tan được. Sau khi đến nơi này, trời đất yên tĩnh áp lực, tỉnh đến đáng sợ, dọc theo đường đi không gặp được bất cứ một yêu thú nào nữa, đoàn người đều trở nên cảnh giác, đều tự nắm binh khí trong tay, cẩn thận, dù là trấn nhạc vương một hy, cũng nắm trong tay một cây chiến mâu màu vàng kia, không dám sơ ý duy chỉ có tô dịch như hoàn toàn không cảm thấy chắp tay sau lưng dáng vẻ nhàn nhã thần thái như vậy khiến khương đàm vân cảm thấy rất chói mắt nhớ mày nhắc nhở tô công tử chớ có sơ ý nơi này hung hiểm khó lường nhỡ đâu xảy ra biến cố gì chúng ta dù cứu giúp sợ cũng không kịp cứu lô trường phong cũng giọng điệu lạnh nhạt nói không sai đợi lát nữa ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì tô công tử vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn nhìn như là nhắc nhở thực ra cũng là đang biểu đạt không vui. Khi lần đầu gặp mặt, Tô Dịch đã để lại ấn tượng xấu cho bọn họ. Ở quan niệm chủ quan ảnh hưởng, làm bọn họ khi lại thấy bộ dáng lười nhát đó của Tô Dịch lúc này, đều rất không thoải mái, mạnh như một hy, nên tự họa bọn họ, đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận mà đi. Nhưng thiếu niên áo bào xanh này lại một bộ dáng lười nhát lưỡng thưởng sân vắng, ai không biết, còn tưởng hắn là đang du sơn ngoạn thủy, thử nghĩ, Tô Dịch hẳn một khi xảy ra nguy hiểm, không phải vẫn là do bọn họ những người này ra tay giúp đỡ, nếu không phải ngại bởi thân phận, Khương Đàm Vân cũng đã nhịn không được lớn tiếng khiển trách Tô Dịch, các ngươi quản cho tốt bản thân là được rồi. Tô Dịch ngẩn ra một phen, không cho là đúng lắc lắc đầu, hắn tự nhiên nghe ra một tia bất mãn kia trong khẩu khí của hai người Khương Đàm Vân, nhưng cũng lười so đo cái gì với bọn họ. Câu công tử đây là nói gì vậy? Khương Đàm Vân nhíu mày càng chặt hơn nữa, chúng ta hôm nay là cùng một trận doanh an nguy của ngươi, chúng ta có thể nào không để ý tới. Huống chi, trên đường kế tiếp, nhất định vô cùng nguy hiểm, nếu tô công tử ngươi xảy ra sai sót gì, chúng ta nào nhẫn tâm, đoạn lời này, đã có chút không khách khí, trong lòng Lô Trường Phong cũng khó chịu một phen, bọn họ tốt bụng nhắc nhở, nhưng tiểu tử này lại không cảm kích, thực sự không biết tốt xấu, Ninh Tự Họa và Thân Cửu Tung đều không khỏi buồn cười. Nhìn ra Khương Đàm Vân tựa như có chút bất mãn với tô dịch, hoặc là nói, Khương Đàm Vân tự cao thân phận, mang Tô Dịch coi là con cháu bình thường của Ngọc Kinh thành Tô Gia để đối đãi trong lời ngoài lời, như trưởng bối đang răng dạy tiểu bối không nên thân, không khỏi có hiềm nghi cậy già lên mặt. Một Hy vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tô Dịch, thấy hắn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không nổi giận, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia thất vọng. Sau đó, hắn cười sang sảng nói, Khương trưởng lão, ngươi chớ có khinh thường Tô Công Tử, cổ nhân có câu, kẻ lòng có trống đánh mà mặt như hồ nước phẳng, có thể bái thượng tướng quân, tô công tử là như thế, Khương Đàm Vân ngẩn ra, như không ngờ một khi sẽ nói chuyện thay tô dịch, trầm mặt một lát, hắn gật đầu nói, tiểu vương gia cũng nói như vậy, xem ra thật là Khương mổ hiểu lầm rồi, đến tận đây, hắn không nói thêm cái gì nữa, nhưng ai cũng phát hiện, Khương Đàm Vân vẫn chưa thay đổi ý kiến đối với tô dịch, đây là thành kiến. Ấn tượng đầu tiên một khi không tốt, sẽ hình thành thành kiến cùng nhận biết vào trước là chủ. Ha, lại tiến lên không lâu, tô dịch đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời. Đó là, hầu như cùng lúc, đám người một hy, ninh tự họa đều như có phát hiện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời nơi xa, chỉ thấy trong hư không, ngưng kết chính đóa hoa sen màu máu yêu dị thật lớn, mỗi một đóa hoa sen, đều là do lực lượng huyết sát nồng đậm đến mức tận cùng ngưng tụ, lớn chính trượng, tạo trận thế cửu cung, lơ lửng ở dưới bầu trời. Quỷ dị là, trung ương hoa sen huyết sắc kia, từng tia từng luồng màu máu lượn lờ xoay tròn, như vòng xoáy xoay tròn không ngớt, xa xa nhìn, đã làm thần hồn người ta rung động, toàn thân phát lạnh, cái này tựa như là lực lượng của một tòa đại trận, trong mắt một hy dân lên ánh sao, trực trở, tựa như nhìn thấu rất nhiều huyền cơ, đi, chúng ta đi qua nhìn xem, rất nhanh, đoàn người đã tới trước một khe rảnh thật lớn, cái khe rảnh này liền như một vết nứt trên mặt đất, dưới vết nứt sâu không thấy đáy, huyết sát cuồn cuộn từ trong đó tuôn trào ra, lao thẳng lên bầu trời, mà dưới bầu trời lơ lửng chính đóa hoa sen huyết sát thật lớn, tương đương lúc nào cũng được chỗ lực lượng huyết sát này tẩm bổ, trở nên càng thêm kiều diễm yêu dị, làm người ta giật mình là, ở hai bên của một vết nứt trên mặt đất kia đều phân bố những tòa tế đàn cổ xưa, cộng lại 108 tòa, mỗi một tòa tế đàn, đều toàn thân đen xì, cao khoảng chính thước, khắc hình kỳ dị hoàn toàn khác nhau, thùng, thùng thùng, khi đám người tô dịch đến, nhất thời vang lên một tràng thanh âm nặng nề như nổi trống, từ sâu trong vết nứt sâu không thấy đáy kia truyền ra, thanh âm đó tựa như quy luật vận động đại địa, mang theo lực lượng độc đáo mà đáng sợ, hung hăng nện ở trong lòng mỗi người, làm mọi người cứng đờ cả người, khí huyết toàn thân cũng thiếu chút nữa hỗn loạn khổ sở muốn họ ra máu. Chỉ có ba người tô dịch, mộc hy, ninh tự họa, lại như hoàn toàn không cảm thấy, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng khi nghe được thanh âm cổ quái mà thần bí này, ba người cũng đều lộ ra nét kinh ngạc. Chính đóa hoa sen huyết sát ngang trời, 108 tòa tế đàn đứng sừng sững hai bên vết nứt, ở sâu trong vết nứt, thì có thanh âm quy luật vận động thần bí chưa biết truyền ra. Tất cả cái này đều thoạt nhìn quỷ dị như vậy. Xem ra, lần này huyết đồ yêu sơn dị biến chính là đến từ nơi này. Một khi ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt hiện lên một tia chờ mong. Nơi này, rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào, lại có đúng như trong lời đồn, chung giấu một di tích, có tuyệt thế trọng bảo để lại trong đó hay không? Tâm tình người khác cũng đều phập phòng. Đột nhiên, một thanh âm băng lạnh bén nhọn vang lên. Trấn Nhạc Vương, chung mổ từng sớm khuyên các ngươi, chớ xen vào, nhưng các ngươi lại cố tình không nghe, thật sự muốn tự tìm đường chết hay sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy phía sau một ngọn đồi núi thấp bé bên cạnh vết nứt khổng lồ kia có một đám bóng người đi ra cầm đầu là nam tử áo bào xanh lục gò má hẹp dài đầu đội mũ cao hắn làn da trắng bệch hốc mắt hãm sâu trong tay mang theo một cái đèn lồng giấy màu đen khí tức âm lãnh quỷ bí giống như từ trong địa ngục đi ra ở phía sau nam tử áo bào xanh lục một đám xác sống vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt dại ra đi theo có nam có nữ cả người bốc hơi sát khí màu đen nồng đậm khống thi đạo nhân, Trung Hào, một trong chính vị trưởng lão âm sát môn, tinh thông khống thi thuật, có được tu vi tông sư tầng 4 đỉnh phong, lão già, nơi đây chẳng lẽ chỉ một mình ngươi. Một khi ánh mắt như điện, cao giọng mở miệng, đối phó các ngươi, một mình chung mổ là đủ, Trung Hào mỉm cười, thanh âm bén nhọn chói tai như lưỡi cưa ma sát, đương nhiên, nếu các ngươi giờ phút này rời khỏi ngay, chung mổ tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, một khi cười lên, nói, bổn vương trái lại muốn xem xem, ngươi tên khốn kiếp không ra người không ra quỷ bực này có bao nhiêu năng lực, thế mà lại dám to mồm không biết ngượng như vậy, tiếng như tiếng sấm, vang vọng trong thiên địa, hắn áo mũ trắng hơn tuyết, tay cầm chiến mẫu màu vàng, theo thúc dục một thân tu vi, một uy thế cường đại theo đó khuếch tán ra, khí nuốt núi sông. Hừ! Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, đã như thế, chung mổ bây giờ liền đưa các ngươi lên đường, chung hào hừ lạnh một tiếng, tay trái để trống khẽ lật, có thêm một cái khay đồng tròn giống như mai rùa, theo đầu ngón tay hắn vạch một cái ở trên khay đồng, ông. Dưới bầu trời, chính đóa hoa sen huyết sát thật lớn chợt sinh ra một chuỗi tiếng nổ vang kỳ dị, ngay sau đó, 108 tòa tế đàn hai bên vết nứt khổng lồ kia trên đại địa đều đồng loạt trung lên, như từ trong yên lặng thức tỉnh lại, ầm, trời đất trung chuyển, một tiếng lẩm bẩm tối nghĩa vang vọng, như quỷ vật nói nhỏ, lại như ác quỷ kêu quái dị dữ tợn lực lượng vô hình quỷ dị kia giống như thủy triều khuếch tán ra là lực lượng cấm trận kia dao động khuôn mặt ninh tự họa khẽ biến sắc khác với lúc trước ở trên đường gặp được tiếng lẩm bẩm giờ phút này sinh ra tiếng lẩm bẩm giống như sóng gió biển gầm nổ vang như sấm đáng sợ cực điểm không tốt một cái chớp mắt này tinh nhai học cung đại trưởng lão bột ấp không động học cung đại trưởng lão khương đàm vân nhị trưởng lão lê trường phong cùng với thân cửu tung đều như bị sét đánh thần hồn đau đớn như xé rách trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khổ sở không chịu nổi, chính là ninh tự hòa, cũng không khỏi phát ra tiếng kêu trên bóng người lắc lư lão đảo, khuôn mặt non nớt hiện lên một mảng tái nhật, hơn nữa, theo tiếng lẩm bẩm kia ập tới, bọn họ ai cũng như uống say, bóng người lão đảo, ông đầu kêu đau, khổ không nói nổi, cũng có một thân tu vi, lại đều không thể chống đỡ cùng hóa giải tiếng lẩm bẩm cỡ đó xâm nhập, cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ, trấn nhạc vương, nhìn thấy chưa, ở dưới, cửu cung tỏa âm trận của âm sát môn ta, các trợ thủ kia của ngươi hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Nơi xa truyền đến tiếng cười bén nhọn đắc ý của khống thi đạo nhân, chung mổ cũng không phải nói hoa, dù là lục địa thần tiên đến đây, cũng không chịu nổi đã kích bực này. Dưới bầu trời, chính đóa hoa sen huyết sát thật lớn lay động, cấu kết lực lượng 108 tòa tế đàn trên mặt đất, phóng ra từng đợt tiếng lẩm bẩm tối nghĩa, như từng đợt thủy triều khuếch tán. Ở trước mặt lực lượng cấm trận khủng bố cỡ này, cường đại như võ đạo tông sư, cũng tỏ ra yếu ớt như vậy. Các vị tạm nhịn một chút, bổng vương đi giết kẻ này, một hy quát to một tiếng, bóng người như ti chớp, bỗng dưng lao về phía khống thi đạo nhân nơi xa, khen, hắn tay áo phất phới, chiến mâu màu vàng trong tay ngang trời, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí, giống như một vị chiến thần bể nghệ càng khôn, vì thế đáng sợ, quả nhiên. Gã này có con bài chưa lật khác, thần hồn chưa chịu chấn động. Nhìn thấy một hy đánh tới, Khống thi đạo nhân như không bất ngờ, ngược lại kinh miệt lắc lắc đầu, nói, trấn nhạc vương, ngươi thực cho rằng nơi đây chỉ một mình chung mổ, vừa dứt lời, ầm, trong một tràng chớp lóe sấm rền, một cự hán tay cầm song chùi y, bóng người khôi ngô, tóc đỏ như máu ngang trời lướt ra, đồ hồng, một trong chính vị trưởng lão tổng đà âm sát môn, trời sinh thần lực, hiếu sát thành tính, hung ác điên cuồng thô bạo, có hung danh, huyết thủ nhân đồ, đồ hồng vừa xuất hiện, đã quát to một tiếng, vung một đôi chùy y khổng lồ trong tay, hung hăng đánh về phía một hy, ầm, cây chùy y khổng lồ như núi, mang theo dòng lũ lực lượng cuồng bạo, bá đạo vô cùng, cút ra, một hy hừ lạnh một tiếng, chiến bổ màu vàng trong tay bổ mạnh, mang theo một dòng lũ hủy diệt màu vàng, ken, trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người cự hán tóc đỏ đồ hồng bị hung hăng đánh bay đi, đập mặt đất xuất hiện một cái hố to, đá vụn bay tứ tung, vị nhân vật hung giữ tông sư tầng 4 này, ở trong chính diện cứng đối cứng thế mà lại không địch lại một đòn của một hy mà một hy thì không chút trì hoãn tiếp tục lao về phía khống thi đạo nhân hắn liếc một cái nhìn ra trận bàn trong tay khống thi đạo nhân đó là chỗ mấu chốt điều khiển tiếng lẩm bẩm quỷ dị kia chỉ cần hủy diệt trận bàn thế cục chắc chắn sẽ nghịch chuyển từ đây còn không đợi một hy tới gần bỗng nhiên một nữ tử áo bào đen bỗng dưng xuất hiện quỷ dị che ở trên con đường phía trước hẳn nữ tử áo bào đen này làn da trắng nõn tướng mạo thanh tú, một đôi mắt lại bày ra màu xanh lam âm u yêu dị. nàng vẫy đôi tay, ào, lưỡi dao gió màu máu gào thét lao ra đầy trời, như rập trời rập đất thổi quét đi, không gian như tấm vải, bị ngọn gió màu máu dày đặc xé rách ra vô số khe hở hẹp dài nhìn ghê người. con ngươi một khi hơi co lại, chợt hít sâu một hơi, chiến mẫu màu vàng đâm một cú ngang trời, đốt, ầm, một mảng hồ quang màu vàng chợt xuất hiện, mấy trăm hơn một ngàn, tựa như sấm sét diệt thế lấy thế bẻ gãy nghiền nát, bổ vỡ vô số lưỡi đao gió màu máu kia, sinh ra tiếng nổ vang phành phành phành, mưa ánh sáng bắn tung tóe lên, trong miệng nữ tử áo bào đen phát ra một tiếng rít, ở trước người nàng chợt xuất hiện ra một cơn bão màu máu cao mấy chục trượng, xé rách không gian, ầm ầm, bóng người một hy nhất thời bị cuốn vào trong cơn bão, lắc lư lão đảo, giống lá rụng bị lốc xoáy xé rách, cực kỳ hung hiểm, nhưng trong nháy mắt, trên người một hy nở rộ ra thần huy màu vàng lấp lánh, chiến mâu màu vàng trong tay đảo qua, phá, ầm một tiếng, cơn bão màu máu cao mấy chục trượng cất tiếng nổ tung, nữ tử áo bào đen phát ra tiếng kêu trên, bóng người lão đảo, con người màu xanh lam yêu dị hiện lên một mảng giật mình, trấn nhạc vương này, thật mạnh, trong cơn mưa ánh sáng tung bay, bóng dáng một hy như một giải lụa tốc độ cao, cầm chiến mâu màu vàng đánh tới, nữ tử áo bào đen không dám chần chờ, nâng tay lắc một chuỗi chuông màu máu, ào sát khí màu đen cuồn cuộn bỗng dưng tràn ra, giống như mở ra cánh cổng địa ngục, một đám âm hồn ác quỷ theo đó lao ra, chúng nó gào thét, rít gào, lấy thế rập trời rập đất lao về phía một hy. Cùng lúc đó, cự hán tóc đỏ đồ hồng một lần nữa lao tới, vung cây chùi y lớn, từ phía sau tấn công một hy. Một hy nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, nói, đây là các ngươi tự mình muốn chết, tay áo bào hắn phồng lên, lòng bàn tay trái lặng yên xuất hiện một cái ngọc bội đỏ tươi như thiêu đốt. Một chớp mắt này, khí thế trên người một hy liên tiếp tăng vọt so với vừa rồi cường đại hơn không chỉ gấp đôi một màn như vậy vừa vặn bị tô dịch vẫn luôn chú ý chiến đấu bắt giữ được trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc một khối ngọc bội chân linh thần huyết biến thành cách không được có thể ở trong thế tục chi giới này trẻ tuổi như thế trở thành một vị vương khác họ lúc trước tô dịch đã có phỏng đoán hoài nghi trên người một hy giấu một món bí bảo vô cùng không tệ mà bây giờ khi nhìn thấy ngọc bội tràn ngập thần tính kia trong lòng bàn tay trái một Hi, tô dịch nhất thời đã rõ, cái gọi là chân linh thần huyết, đó là bổn nguyên tinh huyết của chân linh thần thú, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, có được uy năng thần diệu khó lường, đặt ở đại hoang cửu châu, một khối ngọc bội do chân linh thần huyết biến thành như vậy, cũng có thể nói là bảo vật hiếm có trên đời, có thể dẫn tới nhân vật hoàn cảnh thèm nhỏ giải cùng cướp đoạt, không thể nghi ngờ khối ngọc bội này là chỗ dựa cường đại nhất của trấn nhạc vương một hy nhưng đối với tô dịch mà nói hắn càng thêm tò mò là một hy từ nơi nào kiếm được một khối ngọc bội như vậy dù sao đây là thế tục chỉ giới ở dưới thiên địa linh khí cằn cỗi thiếu thốn cỡ này căn bản không có khả năng sinh ra chân linh thần thú tồn tại khủng bố trời sinh đất dưỡng bực này trên thân kẻ này khẳng định còn có bí mật khác tô dịch thầm nghĩ âm trong chiến trường đại chiến bùng nổ sau khi thúc giục lực lượng ngọc bội một hy như có thần dứt tung hoành ngang dọc trong mấy cái chớp mắt mà thôi đã đánh tan nữ tử áo bào đen cùng đồ hồng kia liên thủ ngăn chặn nữ tử áo bào đen bị thương ho ra máu tóc tai bù xù trước ngực đồ hồng xuất hiện một vết máu hẹp dài da tróc thịt bông máu tươi đầm đìa ánh mắt hai người nhìn về phía một hy đều mang theo nét kinh hải kiên kỵ đều không ngờ vị vương khắc họ trẻ tuổi nhất đại chu này vậy mà lại cường đại như thế giết một hy tay áo phần phật vung chiến mâu lại lần nữa lao tới. Ngay lúc này, một tiếng than thở vang lên, không thẹn là trấn nhạc vương, nếu cho ngươi 10 năm thời gian nữa, đại chu này sợ là lại phải có thêm một gã hồng tham thương. Tiếng thở dài phiêu đảng trong trời đất, một nam tử áo trắng bỗng dưng đi ra, hắn râu tóc xám trắng, khuôn mặt vỏ vàng, trong mắt toát ra sự tan thương, ở một cái chớp mắt đó xuất hiện, nhẹ nhàng vung bàn tay phải. ầm phong lôi kích động, đám mây máu quay cùng, một cái thủ ấn thật lớn ngưng tụ, mỗi một đốt ngón tay đều to như cột đá, mang theo ánh sáng màu máu chói mắt, đánh ngang ra, huyết ma đại thủ ấn, ầm một tiếng, bóng người một hy nhoáng lên, vậy mà bị chấn động lui ra một bước, con người hắn chợt co rụt lại, nhận ra thân phận nam tử áo trắng này, vẻ mặt hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng, phó môn chủ âm sát môn hoa liễu diệp, nam tử áo trắng mỉm cười, nói, không ngờ, trấn nhạc vương thế mà cũng biết tên của bỉ nhân. Trong mắt một hy tuôn trào ánh sao khiếp người, người đời đều cho rằng ngươi sớm ở 10 năm trước đã bị quốc sư Hồng Tham Thương đánh chết, hôm nay xem ra, người đời đều bị ngươi lừa rồi. Hoa Liễu Diệp, một vị bá chủ tà đạo, càng là một vị tiên thiên võ tông danh chấn thiên hạ, hung danh của hắn, sớm ở mấy chục năm trước đã truyền khắp thiên hạ, được coi là lão ma đầu có thể sánh vai cùng quốc sư Hồng Tham Thương. 10 năm trước, Hồng Tham Thương ước chiến Hoa Liễu Diệp ở đỉnh chân võ sơn của Đại Chu. Trận này cuối cùng lấy quốc sư Hồng Tham Thương thẳng mà hạ màn mà theo người xem cuộc chiến nói, ở cuối cùng trận quyết đấu này, Hoa Liễu Diệp bị quốc sư Hồng Tham Thương một kiếm xuyên người, từ đó chết bất đắc kỳ tử, xác hắn cũng bị Hồng Tham Thương ném xuống sông, thiên lang dưới vách núi, nhưng một khi lại không ngờ, hôm nay sau 10 năm, lại ở sâu trong huyết đồ yêu sơn này một lần nữa gặp được Hoa Liễu Diệp lão ma đầu này, tin tức này nếu truyền ra, thế nào cũng dẫn phát cao thấp đại chu chấn động, dù sao, Hoa Liễu Diệp hung danh quá vang dội, mấy chục năm trước đã tung hoành tiên thiên võ tông thiên hạ, từng nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Mộc Hy như đối mặt đại địch. Hoa liễu diệp xuất hiện, khiến hắn ý thức được thế cục nghiêm trọng. Trấn Nhạc Vương, Hoa Mổ luôn yêu quý nhân tài, người trẻ tuổi có đại khí vận giống ngươi bực này, đặt ở cảnh nội đại chu, cũng ít ỏi không có mấy, nếu ngươi nguyện ý cúi đầu quy thuận, bái vào trong âm sát môn, việc hôm nay, Hoa Mổ có thể mở một mặt lưới, cách đó không xa, hoa liễu diệp áo trắng tóc xám mỉm cười mở miệng thậm chí hoa mổ không ngại mang chức phó môn chủ trên người chắp tay nhường một khi cười lạnh lão già nghĩ cũng hay quá khen. hắn giơ lên chiến mẫu màu vàng trong tay xa xa chỉ vào hoa liễu diệp nói năm đó quốc sư hồng tham thương không giết được ngươi không đại biểu một khi ta không thể chém đầu của ngươi thanh âm lạnh như băng còn đang quanh quẩn một khi đã hung mảnh tấn công bóng người hắn như cầu vòng hư ảo lấp lánh Mang theo sát khí ngập trời đánh về phía Hoa Liễu Diệp, Hoa Liễu Diệp không khỏi khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Trấn Nhạc Vương, thiên thời địa lợi ta đã chiếm hết, lại nào sẽ liều mình chiến đấu với ngươi." Trong tay hắn lặng yên có thêm một thanh kiếm gỗ toàn thân như mực, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, nhẹ nhàng đâm một cái vào khoảng không, trang, ít ỏi một chữ, như đất bằng dậy sấm, 108 tòa tế đàn thần bí nổ vang, chợt xuất hiện ra ký hiệu tối nghĩa rập trời rập đất ở trên không đột nhiên phát hỏa ra một tòa thần sơn nguy nga, tỏa ra vô lượng thần huy. Ở trước mặt thần sơn khổng lồ nguy nga cỡ này, bóng người một hy giống như muối bỏ biển, nhỏ bé vô cùng. Ầm ầm, hư không hỗn loạn, thần sơn trấn áp xuống, hết tập 34.